chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên Duy Khánh. Đang làm nghề gì? Dạ em làm quảng cáo. Bao nhiêu tuổi? Dạ 29. 29. Sao nhút nhát quá vậy? Là quảng cáo phải lanh lợi chút xíu chứ. Dạ ngồi em căng thẳng. Căng thẳng. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xinh quá. Chào em. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi, em tên gì nè? Dạ em là Như Trúc chị. Như Trúc, em người ở đâu? Em ở Bến Tre. Sao giống Ấn Độ vậy? Đó giờ có ai nói em nhìn giống Lai Ấn Độ không? Ai cũng nói hết trơn chị. Mắt to mà đẹp nữa. Mà hiện giờ là em đang làm gì? Em đang làm trợ lý kinh doanh cho công ty may. Công việc hàng ngày của mình có chiếm nhiều thời gian không? Đi làm rất là sớm, thì về cũng trễ. Cho nên là cũng không có thời gian để tìm đối tượng hẹn hò. Rồi bây giờ rủi gì đến với chương trình hôm nay rồi, hẹn hò rồi có thời gian để đi chơi để tìm hiểu nhau không? Bây giờ nếu mà có người rồi á thì khỏi cần, mình không cần mất thời gian để tìm nữa. Tiến tới luôn ha. Dạ đúng rồi chị. Bạn có người yêu chưa? Dạ nếu có rồi không ngồi đây đâu nè. À đó tôi hỏi dài đó. À, từ xưa giờ bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hai em ạ. Mối tình khoảng được vài tháng và mối tình lâu nhất là được 6 năm. 6 năm? 6 năm. Dạ. 6 năm mối tình rất là dài. Nhưng lý do tại sao chia tay nhau? Dạ vì tương lai nên không nói được à. Vì tương lai là sao? Có nghĩa là mỗi người một con đường riêng. Mỗi người một con đường riêng mà 6 năm mới nhận ra. Sao kỳ vậy? Không giải thích được anh ạ. Qua cái mối tình 6 năm đó phải nói là rất là dài. Bạn buồn bao nhiêu lâu? Ở tới giờ luôn không quen ai nữa nè. Mấy năm rồi? 4 năm năm rồi. 4 năm nay rồi không quen ai hết. Theo bạn thì bạn cần gì ở người phụ nữ? Không, em thấy bình thường mọi người thôi, không có gì khác. Là sao? Tức là bình thường là sao em? Bạn mong muốn gì ở người phụ nữ? Biết chia sẻ và hòa đồng với mọi người thôi. Bên này có vẻ không quyết đoán à, vẻ lình xình quá ha. À, bây giờ hỏi bạn nè, mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Có một mối tình kéo dài 4 năm. Nghĩa là một mối tình duy nhất thôi ha? Dạ. À, mình ở không bao nhiêu lâu rồi ha? Dạ cũng hơn 2 năm mấy rồi chị. Thật sự bây giờ mình muốn có bạn trai chưa? 27 là với em với quê em là lớn tuổi rồi lớn chị. Rồi. Dạ. Nếu mà thời gian này mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình tiến tới. Để em mong muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Có lập trường một chút. Lập trường. Đúng là chị kiên định một xíu. À. Người bạn gái bên kia nói là cần một người nam lập trường kiên định, bạn có tính như vậy không? Dạ có anh ạ. Tôi thấy bạn hơi nhút nhát chút xíu luôn. Trả lời đầu tiên lên màn hình với vậy. Thôi gì hả? Một người làm quảng cáo tôi nghĩ rằng rất là năng động chứ. Dạ. Hình như bạn hơi nhút nhát, rụt rè. Có ai nói bạn như vậy không? Dạ không ạ. Không có ai nói hả? Dạ. Cái nay gặp anh nói anh nghe. Thôi rồi ngồi đi, cũng ngồi nó giờ rù giống như gà rù vậy đó. Bạn mong muốn gì cuộc gặp mặt ngày hôm nay? Dạ, mong người như mình cần. Người cần như thế nào? Dễ nhìn không có gì anh ạ. Dễ quá ha. Vậy thì ai cũng được, cần gì lên đây làm mai làm mối gì nữa trời. Em nè, em thích cái người bạn trai của mình về ngoại hình những cái điểm nào? Cao hơn em một xíu. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m62. 1m62 rồi, nghĩa là bên đó phải 65 đổ lên. Dạ đúng rồi vậy. Rồi, gì nữa? Ăn mặc tôm tất là được. Bụng bự bụng nhỏ gì không? Đầu hói đầu tập gì không? Cái đó thì chắc cũng không quan trọng lắm. Nói chung là hai đứa nói chuyện phải hợp nhau. Vậy em không thích cái điểm nào ở người bạn trai của mình? Chảy chuốt quá. Bên này không có chảy chuốt rồi, yên tâm đi. Bên đây bụi bụi lắm. Bạn thấy mình có khuyết điểm gì không? Hay quên một xíu. Quên? Đúng rồi, hay quên lắm chị. Không sao, quên thì người ta nhắc. Đó anh Quyền Linh qua anh nhắc. Chào anh. Chào em, quên anh nhắc cho. Dạ. Xinh không? Hả? Xinh, rất là xinh. Nhưng hình anh kia hiền hơn em đó. Nhút nhát hơn em chút xíu. Dạ. Thấy như lập trường cũng vững thì sao? Thấy ba phải quá. Sao không được hết chứ? Không, nhưng mà mình nhìn khác, nhưng đối tượng người ta nhìn khác thì sao? Mà nãy giờ nghe không thấy nó không có cảm tình. Không, anh nhìn em thì giả bộ hiền á anh. Cũng có thể vậy. Dạ. Em mới là người phát hiện ra thôi, anh không biết nha. Dạ. Để qua xem bên kia sao. Anh nói trước đi. Bên đây. Bây giờ trước khi chị qua chị xem mặt cái bạn trai bên kia đó. Bây giờ một cái người đàn ông lý tưởng của em cần cái điều gì nhất? Em cần một cái bạn nam mà phải luôn luôn vững về lập trường để nhưng mà chị thấy cái anh bên này anh không có vững. Tại vì sao anh cũng được hết trơn á, hơi bị khó quá nha. Sao thường chê quá trời luôn. Ủa hả, sao nhìn bên ngoài khác quá mà. Bây giờ gãi hoài tay chắc ghẻ không à. Thấy hoài bây giờ nát tay luôn rồi nè. Thấy mặt mày men lắm, lầm lì lắm mà sao người không có đưa ra cái quyết định nào đàng hoàng như vậy? Chắc em gặp chị em run quá chị. Nãy giờ có gặp dạ. đâu? Dạ, nghe tiếng chị. Nghe tiếng thôi mà dạ, run rồi hả? Dạ. Cô này xinh lắm á, còn run dữ nữa à. Thích gái đẹp không? Không. 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 Có thích gái đẹp không? Dạ có chị. Ừ, nó không biết chết luôn à. Thích trai đẹp không? Dạ không chị. Vậy đi. Trời ơi. Tưởng đâu nói thích rồi. Tưởng đâu nói không biết nữa chứ. Mạnh mẽ lên, bên đây thích người đàn ông phải mạnh mẽ và quyết đoán.
Giờ mà nếu gặp nhau mà hợp thì quen nhau là có tiến tới hôn nhân không? Có chị. Bao lâu thì mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ nhanh thì cuối năm, lâu thì mấy năm. Nha, quyết chí nha, mình phải lập kế hoạch nha. Nhìn thẳng vô mắt từ mắt khởi không? Nhìn thẳng vô mắt chị từ có mắt khởi, nhìn thẳng vô coi. Nhìn vô đó, nhìn vô. Có ăn thịt ăn cá gì đâu. Dạ. Trời. Mắt khởi. Trai nha. Cái gãi nữa kìa đâu. Mắt khởi hoài. Đắp cái ghế của chương trình bây giờ đó. Mạnh dạng lên nha. Trời ơi, mạnh lên chút xíu coi, men lên coi. Gồng hoài, gồng cũng vậy vậy ông ơi. Hơi nhút nhát tí, nhưng mà chị nghĩ nhiều khi đó là cái nét hấp dẫn của người đàn ông đó. E thẹn nhẹ nhàng, nhút nhát chút xíu. Rồi chúng ta sẽ cho hai người gặp mặt. Xin mời, màn kéo lên. Hai phút bắt đầu. Chào anh. Chào em. Anh có quà tặng em. Trời đất ơi. Bây giờ còn gãi không gặp cái thằng quà này. Cảm ơn anh. Quê em ở đâu? À, em ở Bến Tre. Bến Tre em ở khúc nào? À, ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Mai anh sẽ đi xuống. Nhưng mà em ở đây làm sao xuống? Thì có khi đâu xuống đó là dưới em về đây. Vậy anh Khánh là người ở đâu anh? Ở quê là ở ngoài Bắc. Dạ. Nhưng mà vào đây năm 4 tuổi. Anh Khánh có biết uống rượu không? Không. Rồi làm sao làm rể miền Tây được? Từ từ tập được. Vậy gái nữa. Để tay lên đùi đi, những gái nữa. Nói chung là món quà em rất là thích những cái bông hồng mà không có được, nó hơi thôi như này, anh tặng như này là. Rồi tiếp đi. Bạn trai nói gì nói đi, bạn còn một phút nữa đó. Mọi người hay nhận xét anh là anh hiền hay là bạn bè ở bên ngoài? Mọi người nói anh là trầm tính và ít nói. Thôi vậy cũng được rồi, về nhà một mình em nói là được rồi. Bây giờ anh nghe em nói không nói. Ông không nói nhưng mà cặp mắt ông ghê lắm nha. Tiếp tục. Có muốn hỏi gì em nữa không? Không, anh không. Không, mắc cỡ rồi, bắt đầu gãi mặt rồi. Gãi hoài với ông, không tắm hay gì mà ngồi gãi hoài. Nói một câu cho người ta yên tâm đi. Đúng rồi. Kiếm câu nào có duyên chút nha. Gãi nữa, nhanh đi, hết giờ rồi nè. Khó quá anh, hay để mình hàng hồ đi rồi anh sẽ nói vấn đề đó. Thôi hết giờ. Ông cứ gãi hoài hà. Biết vậy bên kia tặng bông hồng, bên này tặng chai dầu gội đầu đi. Rồi để tay ra sau thành ghế. Biết bấm không? Mò chưa tính cái nút nữa kìa. Mò hoài đi. Sao quần. Giờ rối lắm rồi. Sau 3 tiếng đếm chúng ta nhấn nút nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau và ngược lại. 1. Bấm chứ không phải gãi nha. Gãi là trễ đó. 2. 3. Bấm thì nhanh lắm. Chứ đây trời ơi, cái gì mà sát vô nhau gần quá vậy? Sao bấm thì nhanh mà kêu nói chuyện rồi sao chậm dữ vậy? Bạn cảm nhận gì người bạn gái kế bên? Dạ hơi lạnh. Nắm tay cái đi. Coi nhiều khi ta kiểm tra cái tay có bị gì không mà gái hoài. Được không em? Cảm dạ. Giác sao em? Cũng còn hơi lạnh anh. À. Có muốn nói gì trước khi quay số không? Rung quá. Nói nhìn mắt kia kìa, nhìn tôi chi? Trời ơi, quay tôi nữa. Không dám nhìn em luôn. Nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt. Nhìn 30 giây vô mắt nè. Cặp mắt này gian lắm, cặp mắt này như muốn hùng chứ không muốn nói. Ok. Đợi đi. Không dám nói chứ hùng thì cái kéo hùng được. Ghê lắm. Rồi chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Hy vọng là với một sự khởi đầu tốt đẹp như thế này, chúng ta sẽ tiến tới một tình cảm tốt đẹp và bền vững. À, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn để xem chúng ta sẽ nhận được những phần quà gì từ Toshiba. Hùng cái nắm tay rồi khi thế rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ nắm tay nhau để đến với vòng quay may mắn để xem chúng ta sẽ nhận được những phần quà gì từ Toshiba. À, xin mời hai bạn chúng ta nắm tay nhau vào quay số. Mạnh lên. Đủ thừa.
Cả hai cái nồi cơm điện. Đây gửi tặng hai bạn hai cái nồi cơm điện của Toshiba. Quay quay cái nào lại. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Rồi bây giờ mời hai bạn cố gắng lên nha. Còn quảng cáo quay nha.